lưng bạn mệt mỏi, hãy đến với xã Xì Chét để cùng nhau xua tan đi sự mệt mỏi bằng những trang cười sảng khoái. Hoa lăng kính là các tiểu phẩm hài dí dỏm, vui tươi, đầy bất ngờ, sẽ mang đến cho bạn cảm giác xã Xì Chét. Không lẽ mình lũ lẫn thật hả? Lộn nhà hả? Không, anh không lộn. Ủa, giao hàng trai hả? Ừ đúng rồi, anh đến giao hàng. Anh đến giao cái trái tim bé bỏng cho em đấy. Em biết không, ngay từ những cái lần đầu gặp em ở dưới tòa nhà, anh đã say em rồi. Anh tặng em. Thiệt hả? Thật chứ không thuyền. Đang chuẩn bị đi chợ. Chưa đi chợ, 10 giờ mới đi lận. Nói gì vậy? Thì anh hỏi để biết, để đến đây chơi với người đẹp ấy mà. À mà cho anh hỏi một câu tế nhị tí nhá. Hỏi đi. Thế cô chủ em thường vắng nhà lúc mấy giờ? Giờ bà đi làm suốt hả? Những cái giờ bà đi vắng nhà em biết hết. Giờ nào bà ở nhà em mới quên nấu cơm. Thôi anh về nhá. Hôm khác anh sẽ đến với em một cách bất ngờ. Trời ơi. Anh đi nhá. Trời ơi. Trời ơi, hoa cưới nè. Sắp lấy chồng rồi. Yêu hay không yêu nói một lời thôi. Trời ơi. Ơ chị, nhà cửa không lo dọn, suốt ngày cứ hú hoài. Nó nghe nè chị. Gì? Chắc chị kiếm ô xin khác đi. Em sắp lấy chồng rồi. Trời, thằng nào xui dữ vậy? Gì trời, xui gì mà xui. Trời ơi, nói chị nghe nha, anh đó hả, đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của em luôn á. Trời ơi, chị biết không, đứng đối diện với ảnh hả, em nhìn sâu vào đôi mắt của ảnh, em thấy hiện lên hai chữ chung thủy luôn á. Chị biết không, ảnh nhìn em lại bằng đôi mắt hả, như là muốn chấm bồ tạt ăn sống em luôn á trời. Ý là ăn tươi nuốt sống hả? Xạo quá. Tiếc mà, trời ơi, tặng hoa cho em nè, coi nè. Em biết sao mà anh muốn ăn tươi nuốt sống em không? Sao? Nhìn ngon á Phương. Nhìn mặt em giống miếng con cá hồi chứ. Miếng cá hồi, còn miếng hồi mắc tiền lắm luôn á. Em biết tại sao anh thích em luôn. Anh chỉ cần nhìn vô cái lớp trang điểm sương sương của em thôi là anh thích rồi. Ủa, vậy là sương sương hả? Sương sương rồi. Trời ơi, nhìn không khác gì con ô xin. Ủa chứ em ô xin mà. Nhưng mà ô xin nhà này phải sang ô xin nhà khác, hiểu chưa? À sao? Yên tâm, để đó chị lo. Đừng hồng đánh xương xương vậy thôi. Đậm đậm đi chị. Đậm xíu. Vừa vừa hả mẹ ơi. Đậm đậm xíu đi. Như miếng cá hồi. Vậy nè, nó mới vừa cái màu mô của em. Ừ, rồi, để kể cho mày coi nè. Đúng rồi, tới sợi đi chị, em thích sợi sợi. Được rồi, chị biết rồi mà, từ chị làm cho. Cho cái đuôi, cho cái đuôi. Mày đụng cái tay vậy sao tôi làm? Cho cái đuôi, không có tự làm luôn đi. Trời ơi, tôi vẽ cho bôi, bà không biết làm gì hết trơn á. Thôi mình tự làm luôn, chị đi làm á. Ừ làm đi. Ôi rảnh đi chợ giùm đi chị. Gì? Đi chợ giùm đi. Đi chợ? Đi sớm sớm mà để hết chợ. Đi về giúp giùm bữa đi nha. Tháng này khỏi lãnh lương nha. Ừ cũng được nữa, có chồng lo. What? Chồng lo? Mày ngon rồi đó. Con điên. Coi tôi nè. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Anh muốn thấy được đôi mắt em, anh phải dán cái rèm cửa ra. Với phong cách trang điểm này sẽ gây ấn tượng với ảnh thôi.
Em có sao không vậy? Ui da. Chị đỡ lên nè. Ây da. Chị ơi. Ui da. Gì mà đi lấy chồng khó vậy chị? Em thay đổi hết trơn rồi nè. Thế nào coi nè. Make up nào chị kêu em make up tai lộng lẫy hơn xíu đó. Tai make up miệng cười chúm chím hơn điểm. Thay đổi phong cách thời trang luôn. Đi đứng duyên dáng dịu dàng. Sao em làm không được vậy? Chị nói là ô xin nhà mình phải sang ô xin nhà khác. Đây nè. Quá sang luôn, chị muốn gì nữa? Đây là sản chứ không phải sang. Con trai thời nay á, người ta thích con gái có trái tim nhân hậu. Trái tim nhân hậu có luôn. Đâu? Một trái tim này, một trái tim trên miệng nữa. Là hai, hai là nhân, nhân hai. Cái trái tim này là trái tim nhân bản lố lăng, chứ không phải trái tim nhân hậu. Trời ơi, bây giờ người ta không có thích vẻ bề ngoài, mà đặc biệt còn lè lẹt như em nữa. Nếu như mà em bỏ hết những lớp trang điểm, những lớp quần áo này ra thì ảnh có chịu lấy em nữa không? Có, em càng đơn giản ảnh càng thương em. Vậy hả? Thiệt. Em yên tâm đi. Ảnh mà có chê em á, nhường lại cho chị. Vậy? Không, ý chị á là ảnh mà chê em á, chị xử ảnh. Trời ơi, vậy là em muốn lấy chồng được phải không chị? Đúng rồi em cứ bình thường, em dễ thương, em có chồng thôi. Qua nhà không? Bấy bì ố xin của anh ơi. Khiếp, anh nói một mà em hiểu tới 16. Anh vào với em luôn đây. Ô tôi chết nhầm. Toilet. Đây chứ. Thế này chắc không đủ xài rồi. À, còn cái tivi màn hình siêu phẳng. Nặng quá ta, thôi để lần sau. Cái này được này. Ủa? Bấy bề. Mới qua chơi hả? Mới qua chơi, nhìn hôm nay em sexy lady quá. Qua chơi em nói gì tôi chuẩn bị. Thì ra nói này. Chưa kịp make up gì hết chứ. Không, nhìn đẹp tự nhiên là được. Ủa đi đâu xách đồ nhiều quá. Đi qua chơi với em đấy. Trời ơi, má này giống cô chủ em vậy. Trời ơi, cái màu vỏ này cũng giống luôn. Trời ơi. Mượn anh mượn mấy hôm nhá. Mượn đi. Thế chắc anh về nhá. Mai anh qua. Mượn nhớ trả không? Ừ nhớ trả. Ủa. Trời ơi, đi vội vã, mặt lấm lem. Ôi tình yêu vội vã. Giống ăn trộm vậy. Giống ăn trộm vậy. Ủa vậy là ăn trộm chứ không yêu đương gì mình hả ta? À, cô chủ ơi, ăn trộm, cô chủ ơi. Ơi chị. Ừ thì dạ cũng có chuyện. Chuyện cũng có chuyện nên là mới muốn qua đây gặp em gấp như vậy. Dạ thì chuyện gì nghiêm trọng không chị? Em bữa giờ là em không có nói gì nữa đâu nha chị. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của cả đời chị. Nó là hạnh phúc và là danh dự của gia đình chị. Dạ. Chị mong em thấu hiểu. Dạ, rồi thì chị kể em nghe. Chị cần em điều tra về đời tư của chồng chị. À. Chồng chị ảnh. Nhưng mà ảnh sao, ảnh sao, ảnh sao? Chị bình tĩnh, bình tĩnh. Sao thì cứ kể em nghe từ từ, em nghe. Ảnh có bồ. Ảnh có bồ rồi. Cuối cùng thì ảnh cũng đã có bồ. Chồng chị mà có bồ. Đúng. Bất ngờ đúng không?
Nhưng mà chồng chị là một cái người đàn ông mà bao nhiêu năm qua chị thờ phụng. Đúng. Chị tôn kính. Đúng. Vậy mà cuối cùng anh ấy cũng đã có bồ. Nhưng mà sao rồi cái phải có cái triệu chứng gì của ảnh thì chị mới kết luận là ảnh có bồ chứ không tự nhiên chừng như chị kêu ảnh có bồ thì kể em nghe coi. Nói tóm lại là chị chắc chắn là anh có bồ. Nhưng mà em cần em điều tra cái con hồ ly tinh đó là con nào. Tao xé, tao cào nát mặt nó. Nhưng mà dạo gần đây anh hay thơ thơ thẩn thẩn. Rồi. Cười một, cười hai. Một mình. Hai. Anh lại còn đi học vẽ. Học vẽ nhiều như anh thích à? Học đàn. Học đàn. Học hát. Rồi anh về nhà bắt đầu anh luyện những cái điều đó. Anh không đếm xỉa gì đến chị, anh không đếm xỉa gì đến gia đình. Anh tối ngày anh cứ hát lơ nga lơ ngơ chị. Rồi anh ngồi anh vẽ. Xong rồi anh còn làm thơ nữa em. Làm thơ. Làm thơ. Cái này nguy hiểm nè. Thơ tình em ơi. Trời ơi, chị nghe anh làm thơ tình, trời ơi hay còn hơn thơ Xuân Diệu nữa đó. Trời ơi, kinh khủng vậy đó. Rồi nhưng mà, nè em nói chị nghe nè, đàn ông ngoại tình người ta hay lén lút lắm. Ví dụ như là cầm điện thoại mình đang coi á, cái là người ta kêu không, cái này là em đừng có động vô, là chồng chị có như vậy không? Có chứ sao không? Có luôn. Có, đầy đủ hết. Anh nói là em đừng có coi, anh đang làm công việc. Công việc gì vậy? Công việc gì mà dữ vậy mà không cho chị coi? Đúng rồi. Và công việc gì không thấy, thấy làm thơ, ca hát lơ thơ lẫn thơ tối ngày. Đúng rồi, thôi được rồi. Vì liên quan đến hạnh phúc của chị, em nhận lời. Em sẽ giúp đỡ. Dạ. Chị cảm ơn em. Anh không thích mèo kêu meo meo, anh cùng kêu meo 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 meo, anh và em gây nhau nhông meo. Hả? Cái tật. À, này vậy. Còn con này nữa. Cảm ơn. Rồi này. Miếng nữa, miếng nữa. Tháo cái này đi. Tháo cái này. Tháo ra. Giữ giùm đi. Giữ cái này làm bằng chứng, xong gửi cho bà Hải. Đây. Tội nghiệp bà. Cái này là suốt ngày đi rao giảng đạo đức mà ông chồng á hả? Thúng sừng lên đầu. Wow. Thêm một kiểu nữa nè. Đó. Cái này là mình sẽ gửi cho chị hai. Từ từ mình phải bàn phương án tác chiến cái đã. Sao bây giờ sao? Tác chiến cái gì hết. Đang đi công chuyện ngoài đường tôi nghe bà gọi điện một cái là tôi bàn tới đây liền. Rồi bây giờ sao nè, bây giờ sao? Bình tĩnh nó nghe. Bây giờ chị em sẽ gọi cho bà Năm bán cá với bà Sáu bán thịt. Hai bà đó đứng ghen lắm. Có gì hai bà? Dậy đi. Sao giờ sao? Đợi mấy má nó tới hả? Bên này tụi nó xong hết rồi còn cái gì nữa đâu mà lấy chứng cớ. Ừ. Bây giờ sao? Bây giờ chị với em vô xử tụi nó luôn. Ok, nhưng mà ai xử ai? Nhào, bây giờ tao không cần biết, bây giờ chị không cần biết. Bây giờ nhào vô để chị cho cha nội kia một bài học ra nha. Ok. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Bao nhiêu năm rồi anh hỏi vậy, tôi tin tưởng anh như thế nào? Cuối cùng anh cũng là cái loại đàn ông vậy. Ủa gì, chị đang làm gì đây vậy? Làm gì vậy? Ủa, sao vậy chị? Phương! Là con hả? Cái gì vậy em? Cháu họ. Cháu họ của chị. Cái gì vậy? Tự nhiên cái hai người sấn sổ vô quýnh con này vậy? Trời ơi! Anh ơi, em đi đánh ghen giùm cho con Tám nè. Trời ơi, chạm luôn. Cái gì đánh ghen? Trời ơi! Đi đánh ghen giùm cho nó mà không ngờ đến sao vô địa chỉ này cái nhìn lộn luôn, không nhận ra anh luôn á. Trời, anh ngồi sờ ở đây mà em không thấy hả? Không, vợ không nhận ra chồng, tại bữa nay cho chồng cầm đèn rồi chồng ăn mặc nhìn chồng nghệ sĩ quá, nhìn chồng không có giống như ngày thường, thành ra vợ không có nhận ra luôn á. Tâm mắt tâm mơ tự nhiên vô quýnh nhỏ xói xả rồi xong la anh lấy lại quýnh anh quá trời vậy anh không? Tự nhiên rủ cháu của em đi ăn sushi không nói gì cho em biết. Sao cái này là bí mật của chú hai, con không có nói được đâu dì ơi. Bí mật gì vậy? Vậy là anh nhờ cháu của em giúp anh làm chuyện gì đó lén lút sau lưng em sao? Nè, nhìn như mặt anh nè.
biết anh tới đây chi không? Làm chuyện mời em. Mời ăn cái gì? Chứ nhờ cái gì mà không nói em nghe. Tôi nhờ cháu á là tới đây á rảnh á, ăn uống bao ăn uống xong chỉ tôi đánh đàn, tập bài hát tôi tự sáng tác, rồi xong tôi gửi tặng cho mấy người để tạo bất ngờ, vậy mà phá hỏng hết cái sự bất ngờ của người ta. Bấy lâu nay anh tập làm thơ thì đó, anh học hát, anh học đàn, ừ, là để anh dành sự bất ngờ đó cho em á. Đó, kỷ niệm ngày cưới của mình 2 năm, vậy mà em phá hỏng hết trơn à. Ba, trời ơi, vậy mà tại sao anh không nói cho em nghe ngay từ đầu đi, đâu có cần phải làm bất ngờ gì chứ. Bất ngờ thì phải giấu chứ, tự nhiên cái bật mí ra sao được. Thôi dẹp đi, không có cần biết đàn hát gì hết, không cần quà gì hết, cái bất ngờ này chính là món quà của em rồi. Ba. Bởi vì ghen tuông nhiều quá đã phá hỏng hạnh phúc của gia đình. Gì mà con khóc như vậy? Nhà con gặp cướp mà. Hay là sao? Hay là con bị ai giật đồ? Không. Hay là con đi giật đồ ai? À, không. Mày mà giật đồ sao mày ngồi đây mày khóc được đúng không? Chứ sao khóc nói của ba nghe đi, của ba giải quyết cho. Nín. Của ba nói nín. Giả rồi mà nghe. Bây giờ có chuyện gì? Chồng con. Thôi, biết luôn. Thấy không? Nhìn mà con là chỉ có chuyện với chồng thôi chứ làm sao mà có chuyện với tiền bạc hay là nhan sắc được. Ừ. Tại vì con đâu có tiền mà có con cũng giấu, mà nhan sắc con cũng không bao giờ hơn của ba được. Cho nên không gì phải buồn. Giỡn thôi. Con với chồng con sao? Vụ gì đó của ba nghe. Ba không mới bắt đầu ổng đâu. Cái gì? Con quýnh chồng con? Ờ. Lạ lùng gì nữa? Cha. Ồ đúng rồi, đâu có lạ đâu. Ờ. Quên, nãy giờ con ba suy nghĩ tưởng chồng con quýnh con. Con quýnh như là bình thường mà. Ừ. Con giữ như con cọp vậy đó, sớm mẹ ăn biết. Không. Con cọp thấy mày, nó còn nhảy ra ngoài chuồng nhường chỗ cho mày nằm nữa. Ba. Mày dữ lắm tao biết. Nhưng mà sao? Tự nhiên khi không quýnh chồng. Chồng con có bồ nhí ở ngoài. Sao? Chồng con có bồ nhí? Đó. Cái này căng à nha. Vụ này căng à nha. Ừ. Vợ chồng rồi mà để chồng bay có bộ nhí là coi bộ căng à nha. Theo cái kinh nghiệm mà gọi là cái sự cô đơn bao nhiêu năm của cô ba, theo kinh nghiệm mà từ chối nhiều trai làng trong này, cô ba sẽ truyền cho con 36 kế giữ chồng. 36 kế hả cô ba? 36 kế giữ chồng. Nhưng mà cái điều đầu tiên con muốn làm đó là con bớt cái hung dữ đi. Con giục cái con cọp trong người con ra đi. Con đem cái con mèo ở ngoài đường về con bỏ vô con người con. Thấy không? Tại vì sao người ta có bồ người ta cứ kêu là mèo. Con thấy con mèo không? Kêu mèo 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 là nó vuốt đuôi. Nó ăn, nó lượn qua lượn lại. Đặt đâu ngồi đó. Cho ăn là cho, không cho cũng nằm đó. Có bao giờ cự còn con. Cho ăn tràn bản họng mày vẫn chửi chồng mày. Vẫn nắm đầu chồng mày mà quýnh như trái banh dụ mà. Giọng lên giọng xuống gì mà thấy tao xót ghê. Không? Cho nên con phải nhẹ nhàng. Không? Thứ hai, con phải nhớ cái điều này. Đặc biệt phải tinh tế và giỏi giang trong cái chuyện ấy. Cho phòng ngủ má, má ơi. Thiệt tình luôn á. Cái chuyện đó thì đừng hỏi cô ba sâu sắc quá. Tại vì cô ba cũng phòng đơn chiếc bóng, cho nên cô ba cũng ngại nghiên cứu những vấn đề đó. Nhưng cô ba sẽ truyền cho con tất cả mọi kế còn lại trong 36 kế dự chồng của cô ba. Con biết những kế đó là kế gì không? Những cái đó là kế như vậy nè. Hiểu chưa? À, con hiểu rồi. Từ ngày hôm nay mình sẽ thay đổi. Mình sẽ không có dữ dằn với chồng nữa. Mình sẽ hiền lành với chồng nè, ngoan ngoãn với chồng. Lúc đó chồng sẽ thương mình nhiều hơn. Và gia đình của mình sẽ rất là hạnh phúc. Ai chà. Anh yêu. Anh đi làm về có mệt không? Hả? Sao vậy? Anh đi làm về có mệt không? Mệt lắm đúng không? Bây giờ anh vô trong phòng tắm, tắm rửa thay đồ sạch sẽ ha. Xong rồi nghỉ ngơi, em xuống dưới, em đem cơm lên cho anh ăn nha. Không
anh nè, em nấu toàn món là anh thích luôn á. Khoan xí cái. Xếp da, xếp da 1 mét, 1 mét ra. Xếp da 1 mét. Quay vòng anh coi, quay vòng anh coi. Chết cha, đâu phải vợ tôi đâu ta. Em mà. Em đẹp. Ê, ê, không giỡn nha. Tôi không giỡn nha. Ai vậy? Ai vậy? Ai vô người vợ tôi vậy? Nói mau, tên gì? Giỡn. Ê, tôi không có giỡn nha nha. Ai vậy? Không, đừng có giỡn vậy với em nữa, kỳ quá. Bây giờ em đi xuống em dọn cơm nha. Tắm rửa nha. Thương em quá à. Nhớ nha. Ý da. Chết cha rồi. Bình thường vợ mình đâu có cái thái độ vậy đâu ta. Đúng rồi. Ông Bảy thầy bói bữa tự nhiên mình đi ngang mình gặp ổng. Ổng nói mình dạo này bị cái gì theo nè. Hôm nay mình bị ám. Rồi xong bây giờ tự nhiên bây giờ nhảy qua bên con vợ mình luôn. Bây giờ phải làm sao đây ta? Con mời thầy vô. Dạ. Dạ xong hết rồi thầy. Khoan. Người tà khí rất là nặng trong ngôi nhà này đó con à. Trời ơi thầy hay quá thầy. Trời ơi thầy là cái thứ gì mà vừa vô nhà con biết liền thầy. Nói thiệt. Hả? Lẹ con ơi, lẹ đưa con ơi, cái mùi nó càng lúc càng nặng nè. Kinh lắm, kinh lắm. Lẹ đưa thầy đi con ơi. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà ghê chứ trời. Đưa nhang cho thầy hả thầy? Ừ đúng rồi, đây đây. Khỏi nốt, trời ơi trời ơi. Cái nhang gì đâu. Ui. Đứng sao thầy? Đứng đó. Tôi nói sao làm vậy đi. Ủa? Anh ơi. Chuyện gì vậy? Chích, đây, 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 chích cha. Chích cha, giờ anh tới. Đứng đây em, đứng đây em. Đứng ngay, đây, đây nè. Đây đúng không? Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, tôi biết mà. Đừng, không. Đứng yên nữa thầy. Trời ơi, bên nặng lắm để thầy giúp con. Trời ơi. Dạ, trời ơi. Ê, giả cho trong mặt ông bây giờ nha. Anh nữa, anh bày cái gì ra vậy? Hay quá thầy ơi. Chị đoan đó hả? Thầy ơi, đây mới là vợ con nè. Còn cảm ơn thầy, đây mới là vợ con nè thầy. Thì em hồi nãy giờ mà. Anh nữa, đi về. Lộn xộn à. Nhớ nhớ chuyển khoản cho tôi nha. Nhớ nhớ.